Bởi vì sáng nay tôi gặp đối thủ hơi bị nhạy ký. Thế là như đã hứa thì video buổi tối tôi sẽ cố gắng tìm một cái con game mà có đối thủ lặng ký hơn. Thì tôi đã find được cái con game này. Không những là chúng ta tìm được một đối thủ lặng ký mà có rất nhiều đối thủ lặng ký ở trong cái con game này. Thậm chí khi mà tôi nhìn thấy đối thủ trong con game này, tôi phải mua hai con Eco luôn mà. Không tự tin đánh chuỗi thắng anh em ạ. từ từ nhá. Nếu mà con này lên 2 sao thì tôi lại tự tin đánh chuỗi thắng. Được, được, được. Nếu mà lên được 2 sao đầu game thì tôi lại tự tin đánh chuỗi thắng. Mặc dù lúc đầu thì không tự tin nhưng mà ok, bây giờ thì lại tự tin một chút rồi. Tìm được một con game mà đối thủ xứng tầm đấy anh em ạ. Những cái trận đấu mà có những cái đối thủ mà nó cùng đẳng cấp ấy thì thực sự nó rất là kịch tính, rất là hấp dẫn. Hấp dẫn đến từng round một luôn. Ngay từ cái thời điểm ban đầu, nó là cái sự giành giật nhau về cái vị trí đánh chuỗi. Đấy, làm nào có thể giành giật nhau đánh chuỗi thắng. Thậm chí là giành giật nhau để có thể đánh chuỗi thua bằng cách là phá eco của nhau. Đó là những cái con game cực kỳ kịch tính ngay từ cái thời điểm ban đầu luôn. Đấy, trận đấu này thì bắt được vào trận đấu cực kỳ nhiều đối thủ xứng tầm luôn nha anh em nhá. Mặc dù là trận này thì thực ra ấy, phải thú thật với anh em là tôi đang săn dê quen. Nhưng mà không săn được dê quen thì lại săn được mấy cái ông này. Thì không biết là mấy ông này có đi săn dê quen cùng với tôi không. Đấy, bởi vì sáng nay có chia sẻ với anh em rồi là cố gắng là làm một cái trận đấu mà có đối thủ xứng tầm. Đấy thì để tôi săn dê quen đi, để buổi tối chúng ta có một cái video clip đánh cho nó hay hay một tí. Thì đấy, hôm nay săn nhưng mà săn hụt thì lại gặp mấy ông này, chắc mấy ông này đi cũng đi săn. Kẻ đi săn gặp thợ săn nha anh em nhá. Ok. Rồi đấy, vào phát nó có thằng nó eco luôn mà, anh em thấy không? Vào đấy, cái round vừa rồi là chúng ta gặp luôn một cái thằng là vứt hai con eco vào rồi. Đấy, và nếu mà vừa lấy tôi eco tôi cũng đã gặp cái thằng phá eco rồi đấy. Một cái trận đấu mà sẽ rất căng nha anh em nhá. Tôi điểm qua thôi, tôi thấy những cái tên rất là quen thuộc rồi. Và chắc chắn là một cái trận đấu nó sẽ rất là kịch tính. Khẳng định với anh em luôn. Ngay từ thời điểm bắt đầu này là tôi đã cũng đã phải tính toán rất chi li. Để xem là đánh như nào để được chuỗi thắng đầu game. Đấy, và chắc chắn là tôi sẽ phải sử dụng những cái đội hình mạnh nhất. Đúng không? Đấy, tôi đã pick sẵn những cái con tướng mà nó thuộc cái đội hình mà phải nói là mạnh nhất thời điểm hiện tại rồi. Anh em nhá. Chỉ còn là bây giờ là làm nào để có thể là đánh được chuỗi thắng thôi. Một cái trận đấu mà anh em nhìn xem. Có tới ở đây là 6 ông Việt Nam. Đấy, còn cái hai cái ông mà cờ khác thì tôi không biết nhá. Nhưng mà cái trận đấu ấy mà có nhiều Việt Nam ấy thì là căng rồi. 6 ông Việt Nam rank queen thì biết là căng rồi anh em ạ. Biết là căng rồi đấy. Heaven Bomber 2 sao rồi này. Gặp sớm luôn. Qua là cái ảnh này không? Được, 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 được. Được. May quá, Heaven Bomber không xả được cái lượt tên lửa thứ ba. Rồi. Greeter này. Greeter à? Greeter thì không được, Greeter lại thiếu, thiếu bài. Thiếu bài anh em ạ. À, thế đây đây. Tạm thời cho con thỏ này vào thì chúng ta sẽ kích hoạt được cái bộ Greeter. À không được, lại ba Warrior. Vướng con mèo không được, vướng con mèo kích hoạt mèo. Vào trong round đầu nó sẽ kích hoạt mèo đấy anh em ạ. Không được, thế thôi lại phải đánh thế này vậy. Hai đỏ này. Như thế kia không được anh em nhá, nên là tôi phải bỏ qua. Rồi. Thực ra thì vẫn có nhiều cái cách để xếp hình để cái bài nó mạnh hơn. Chúng ta có nhiều cái cách để có thể xếp được cái bài này mạnh. Không sao. Thực ra là Greeter thì đúng là nó mạnh thật. Nhưng mà nó bị trùng các cái bộ. Anh em ạ, round này thì bắt buộc tôi phải đánh để giữ cái chuỗi. Nên là tôi không thể bỏ Greeter được vào rồi. Berserker à? Ra cả mấy cái công nghệ mech này. Nhưng mà có điều là chúng ta sẽ không có lấy được. Bây giờ ưu tiên là Warrior rồi. 6 Warrior đầu game à? 6 Warrior đầu game. Round này liệu rằng chúng ta có thể giữ được chuỗi không? Chưa gặp tốc phải bắt bướm. Tốc phải bắt bướm bây giờ cũng đang chuỗi 100%.
hai con Heaven, à hai con ấy, à hai con Zipper. Chắc vẫn ăn được. Tầm này là phải đánh giá kỹ đối thủ xem là có ăn nổi không. Ăn được thì vẫn chơi thôi. Ok, con dù của tôi là vẫn đang xoay. Được, 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 được. Rồi. Vẫn có thể giữ chuỗi ở đằng này. Đằng sau khả năng là sẽ up lên level 6 luôn. Level 6 cho 6 Warrior. 6 Warrior vào là đánh được. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ phải xây dựng đội hình bằng cái bộ Warrior anh em ạ. Chơi gì đây? Lại chơi Warrior à? Warrior thì có vẻ hơi đuối nhỉ. Late game hơi đuối. Trên này có chúa quỷ, có Lancer. Có thể chuyển sang Glacier late game. Ok. Ui, gặp thằng này có thu không? Chắc là không đâu nhỉ. Rồi. Giết được con này là ăn rồi. Rồi, thế là tôi có đánh chuỗi luôn này. Giải ma đâu. Kiểu như là mình đánh chuỗi, cảm giác nó rất là dễ nhá. Nó có cảm giác của cái kinh nghiệm chiến trường ấy anh em. Nhưng mà chúng ta có khoảng chục nghìn cái trận đấu rồi thì cái việc mà đánh chuỗi đầu game ấy thực sự làm trong lòng bằng tay. Dã man. Mà một khi mà tôi đã đánh được chuỗi ấy, tôi đã có chuỗi đầu game ấy, thì tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ giữ được chuỗi này anh em nhá, bằng mọi giá, kể cả là gặp bất cứ đối thủ nào ấy chăng nữa. Thằng Assassin người Trung Quốc là sang soi tôi sợ chứ. Mấy ông Việt Nam thì chưa thấy sang soi, đã thấy ông Trung Quốc sang soi rồi, ông cờ Trung Quốc sang soi rồi. Trận đấu này thì có 6 ông Việt Nam, 2 ông cờ nước ngoài, 1 ông cờ Trung Quốc, 1 ông cờ Philippines thì phải. Ủa, chưa biết chơi gì đâu anh em ạ. Ủm tất. Từ từ nhá, con này phải mua, con này phải mua, con này phải mua. Ra một cặp thì đương nhiên là sẽ phải mua. Cho vào kiếm một cái lần roll free nữa này. Lên được thì lên, mà không lên được thì thôi, không thành vấn đề. Ra là con nào chơi con đấy thôi nha anh em nhá. Mà con Zipper này là một trong những cái con mà tôi sẽ mua thôi. Bây giờ tính toán xem round sau gặp thằng nào. GG gió. Vậy là round sau chắc chắn nó phải up cấp rồi. GG gió đánh cũng kinh đấy anh em ạ. Cẩn thận. Mấy cái ông này đánh toàn đánh từ mùa đầu thôi. Mấy cái mùa đầu ấy. Gấu luôn này. Gấu luôn à. Đồ này lấy gì đây? Ba cái món này chắc cái nhẫn ma thuật là cái sự lựa chọn là đúng đắn nhất rồi. Ok. Lại cho 6 Warrior vào cái đã. Lên 7 cái đã này. Gấu vào. Ok chưa? Roll cái không? Roll cái đi. Ok. Bán con này đi. Ác chưa? Anh em nhìn thấy ác chưa? Hai mèo kẹp với cả hai con pu kìa. Mất chuỗi à? Thua. Chịu à? Áp cấp vẫn thua. Ba con mèo còn sống thì chịu rồi. Được không? Được không bạn ơi? Được không? Ơ kìa. Vẫn được à? Vẫn được anh em ạ. Ôi trời ơi, tôi cứ tưởng thua. Xếp bài hay đến từ vị trí của Tuấn Cơm. Chỉ có thể nói là như thế. Zipper lên được 2 sao này. Zipper lên được 2 sao thay gấu vậy. Xếp bài 2 anh em ạ. Chỉ có thể nói là xếp bài 2 thôi. Con mèo nó không nhảy được hết tất cả đội hình, không gây được nhiều đam.
chúng ta vẫn có thể sống sót. Rồi, qua được rất nhiều ải từ nãy giờ rồi nhá. Qua không biết bao nhiêu ải rồi. Đầu game thì qua cái ải con tinh cơ 2 sao. Sau đó lại qua cái ải hai con mèo. Ok, cứ cho gặp mấy thằng Eco này là sướng này. Rất thích gặp mấy cái thằng Eco. Thằng này cũng 50 tiền rồi đấy. Anh em ạ, 50 tiền ở level 6 nó sẽ bắt kịp tôi sớm thôi. Round 13, 14 thì nó sẽ lên được level 7, 50 tiền. Ok. Mèo, không biết có giữ mèo này không nhỉ? Bán mèo hay bán gấu đây? Gấu lên 8 cho vào, nhưng mà không biết bao giờ mới lên được 8. Giờ ưu tiên Berserker 2 sao hơn. Mà bây giờ tôi lại phải mua 2 con cơ. Bán 2 con đi anh em ạ. Bán con mèo. Gấu lên 8 thì thực ra nếu mà giữ chuỗi thì có thể up 8 ở round 16. Up 8 round 16 có thể cho thêm con gấu vào cũng được. Như đã chia sẻ từ đầu game ấy là không chơi Warrior đâu anh em ạ. Chỉ Glacier thôi. Glacier hoặc là chơi cái bộ mạnh nhất bây giờ là bộ Witcher ấy. Trận này có chúa quỷ tôi xác định nó chơi Witcher. Nếu mà Glacier kết hợp với cả Velomancer sao? Có nên chơi không? Thực ra trận này chơi Glacier kết hợp với Velom cũng được. Cũng không đến lỗi tôi đâu. Trận này đang phân vân giữa cái việc là mua con Velom và mất 1 tiền và chiến thắng để lấy 1 tiền để up cấp lên cấp 8 sớm kiếm một chúa quỷ. Assassin à? A còng AK là đánh kinh đấy anh em ạ. Đánh ở mùa 1 chơi Assassin à? Assassin Witcher phải không? Dạo này thì cái bộ Assassin Witcher đang hot đấy. Một trong những cái lineup tier S đấy. Nó có thể nói là nó, cái bộ đấy với cái bộ Ngũ Long Hóa Hình là xếp là cùng một chung một mâm. Hai bộ là mạnh như nhau. Cái bộ Ngũ Long Hóa Hình nó khỏe khi mà có con chúa quỷ. Còn nếu mà không có chúa quỷ thì khả năng là cái bộ Assassin nó sẽ mạnh hơn. Nó sẽ nhỉnh hơn một chút. Ok, trận này thì có chúa quỷ tôi có thể tôi sẽ hướng tới cái bộ nói chung là nó cũng không hẳn nó là Ngũ Long Hóa Hình. Bởi vì là nó phải dựa theo cái gì được cho nữa mà đúng không? Bây giờ nó đang cho Warrior nhiều thì có thể là Witcher Warrior. Witcher Warrior cũng được. Không sao đâu, 6 con Warrior kẹp với cả 4 Witcher thì cũng kẹp được chú quỷ vào trong mà, đúng không? Ok. Nói chung là chơi những cái trận đấu mà nó gặp nhiều những cái đối thủ mạnh ấy, thì chúng ta sẽ phải lựa thôi. Berserker 2 sao này, trời ơi, nó lại đúng tính toán của tôi luôn. Ưu tiên con Berserker nó ra được Berserker 2 sao rồi. Lấy cái đồ gì đây? Cầu vực thẳm có lên lấy không nhỉ? Trên này thấy bọn nó toàn đánh tay rồi anh em ạ. Trông toàn bít biếc xin xiếc các kiểu đánh tay hết. Thôi lấy giáp đây. Cầu vực thẳm chỉ trong cái trận đấu mà nó có nhiều những cái thằng là bắn trưởng thôi thì mới lấy thôi. Trên này không có thằng là bắn trưởng cả. Lên 8 đã, kẹp thêm con gấu vào đã. Cho nó chắc kèo. Ok. Gặp Greater. Greater khỏe đấy nhá. Ăn nổi không? Thì chết rồi. Được không? Ui, vẫn Berserker vẫn sống. Thế ăn rồi. Cắt chuỗi luôn. Quá tuyệt vời anh em ạ. Có Greater à? Càng phết nhỉ. Thằng Trung Quốc chơi Greater. Mấy thằng Trung Quốc rank cũng hay lắm anh em ạ. Bắt đầu có nhiều người sang soi rồi để đớp cái chuỗi rồi. Quyết là thịt tôi bằng được đấy.
quyết thịt bằng được ấy. Nhắm ăn được thì ăn bạn ơi. Đến là đón. Thấy ăn được thì ăn thôi. Mời. Mời. Xin mời các bạn. Bít này. Ui, bít phu ba. Gió bít phu ba rồi. Mất chuỗi không? Kìa, cứ để nó đẻ ra thế kia. Mà đấm chết được con phu rồi. Trời ơi anh em ơi, vẫn là hay luôn. Đến từ vị trí của Tuấn Cơm. Giữ chuỗi cực khét. Đội hình chỉ có kết hợp các con với nhau thôi. Chưa ra một cái đội hình, chưa ra cái thể thống gì cả luôn ấy. Chưa ra một cái thể thống cống rãnh gì đúng không? Đấy, như anh em hay nói là như thế. Ok. Còn gặp thằng nào nữa? Bây giờ tính lốt hai cái thằng cuối cùng chúng ta gặp này. Để mà ăn nốt này, giữ chuôi sau round 21 luôn này. Ok, về còn thằng tốc váy nữa. Tốc váy và fan của Tổng Bí Thư. Anh à. Không sao, ăn được hết, yên tâm. Không sợ. Đến là đón thôi, xin mời. Assassin này. Trên này hai thằng chơi Assassin à. Có thằng AK chơi Assassin. Vẫn ăn được thôi, vẫn sẽ ăn được thôi. Rồi. Ra cuối cùng thì gặp Nguyễn Phú Trọng, mà tôi nghĩ là đây là chắc là fan của Tổng Bí Thư rồi. Đặt tên giống Tổng Bí Thư. Ok. Này chúng ta sẽ có beat nữa này. Taboo Witcher. Đủ bộ Witcher đấy. Nhưng mà tất nhiên là tôi sẽ không cho vào ở cái giai đoạn này đâu. Cho vào mất chuỗi luôn. Giờ cần phải giữ cái chuỗi này sau round 20 anh em nhá. Assassin lại muốn sang đớp cái chuỗi rồi. Rồi hẹn gặp lại bạn sau round 20. Gặp rồi mà. Gặp rồi đấy. Rất là muốn đớp nhưng mà không đớp được. Ok. 6 Glacier đây rồi. 6 Glacier ra được Lancer. Ra được coi như là Velomancer rồi. Nhưng mà bạn ơi, tớ vẫn giữ được cái chuỗi này. Ui dồi ôi, quá tuyệt vời anh em ạ. Mặc dù là gặp 6 Glacier đấy, nhưng chúng ta vẫn đang hiên ngang ở đây. Tôi ra hai con Velom rồi này. Kể ra mà chủ động đánh 6 Glacier thì cũng được. Nhưng mà thôi. Trận này anh em biết tại sao tôi không chọn cái con đường 6 Glacier không? Assassin kìa. Assassin 1 đi kìa. Gladiator bị counter anh em ạ. bị counter nên là không chơi nha anh em nhá. Những cái người đang nhiều máu nhất là những cái người mà chúng ta cần phải cẩn thận. Đó là những cái người chơi hay nhất đấy anh em. Những cái người giữ được máu nhiều nhất là những cái người chơi hay nhất. Ô cái gì kìa? Nguyễn Phú Trọng kìa. Bro win rồi à? À. Nói ai đây, nói tôi phải không? Có phải là tôi không? Dã man. Tự nhiên lại win rồi. Mới có cái chuỗi đầu game thôi mà làm gì mà căng đấy. Làm gì mà đã win. Trận này nói thế thôi chứ còn chưa biết được đâu. Rồi lấy cái chiến thắng đi. Trận này tôi đang lo thằng Assassin, thằng Trung Quốc ấy. Những cái người ta biết chơi ấy. Thực ra đấy là tôi nói nó giảm đi ấy. Còn tôi, nếu mà tôi nói một cách gọi là tinh vi tinh tướng hơn thì là những cái cao thủ ấy, mà người ta nhìn thấy nhau chơi ấy, người ta bắt được sóng của nhau nhanh lắm. Biết được ông nào là nguy hiểm, cần phải tính toán cẩn thận. Đấy anh em thấy không? Cái thằng này mặc dù nó là người Trung Quốc, chắc là nó cũng chả biết tôi là ai đâu. Đấy, nhưng mà nói thật với anh em mà nó thấy tôi cực kỳ nguy hiểm. Đó là lý do tại làm sao mà nó cứ soi tôi liên tục ấy. Cái việc mà nó muốn đớp cái chuỗi này thì đương nhiên rồi. Đấy, nhưng mà cái quan trọng hơn ấy là nó đánh giá tôi là một cái đối thủ xứng tầm anh em ạ. Thật mà anh em, nó nhận ra cái đối thủ xứng tầm với nó. Đấy. Mối hiểm họa nguy hiểm trong tương lai. Đây rồi. À, thôi, cậu đớp cái chuỗi này đi. Tớ biết là đau này là tớ mất chuỗi.
đã chuẩn bị sẵn tinh thần là gặp cậu, là mời cậu ăn cái chuối rồi, nhưng mà không ai ngờ nó sớm thế. Nó 21 đã gặp rồi ạ. Thề anh em hãy nhìn nhá, cái cách mà nó xếp cái con cờ Thunder Spirit. Tôi chẳng muốn nói đâu, nhưng mà đúng là đang muốn đớp cái chuỗi này, muốn đớp lắm rồi đấy. Thôi thì đớp đi. Hãy nhìn cái vị trí con Thunder Spirit để tìm ra được là cái đối thủ mà nó muốn đấm là ai. Đương nhiên nó là tôi rồi. Thôi rồi. Bởi vì mất chuỗi rồi nên thôi tôi bán đi thôi, tôi farm về Witcher thôi. Anh em nhá. Đấy, thế thôi. Lên 9 rồi. Rồi bán đi. Thúc Vành ấy chơi gì đấy? Từ Sin chuyển sang Glacier à? Đây không phải Sin đâu. Bỏ Sin rồi. Vậy là một trong hai người đánh Sin ở trong trận này đã chuyển bài rồi anh em nhá. Chuyển rồi. Tốc váy bắt bướm này là chuyển rồi này, không chơi Sin đâu. Da mèo này khả năng chơi Glacier. Vậy là còn một nhà chơi Sin là nhà AK. AK sẽ chơi, còn một nhà duy nhất chơi Sin thôi. Anh em thấy căng thẳng không? Căng thẳng đấy. Trải qua anh em thấy là tôi giữ máu đầu game, tôi đánh quá tốt, đánh quá hay. Nên là anh em không thấy cái sự căng thẳng ở trong trận đấu này thôi. Nhưng mà anh em hãy nhìn xuống phía dưới ấy, anh em sẽ thấy cái sự căng thẳng. Sắp có nhà ra đi rồi. GG gió chơi như thế mà còn sắp ra đi. Còn tôi ấy, tôi nói thật với anh em là bây giờ mà tôi không form được đội hình ấy thì tôi cũng sắp ra đi đấy anh em ạ. Tốc độ trận đấu nó sẽ rất nhanh, do trận này nó đánh nó kiểu khác, không giống trận sáng nay đâu anh em ạ. Ok. Đấy, nhà đầu tiên ra đi nhá. Tôi bây giờ là cũng là gọi là form được cái đội hình Witcher rồi. Đánh ở level 9 rồi. Có 9 con là tăng cái tấn công của mỗi con là lên tới 90% rồi đấy. Tức là cũng không hề yếu đâu. Cái đoạn này của chúng ta là cũng là gọi là form được đội hình rồi. Bây giờ thằng nào không form được thì thằng ấy chết thôi. Assassin lại tiếp tục sang soi. Mặc dù là cái thằng này nó rõ ràng nó cắt chuỗi được của tôi rồi nhá, mà nó vẫn sang soi. Đấy, anh em thấy không? Đấy để nói cho anh em biết là gì. Gặp đối thủ đấy anh em à. Ui thằng này mẹ mèo 2. Mèo 2 chuyển sang 6 bit ạ. Thề mèo 2 6 bit luôn mà. 6 Glacier này. Hai thằng chơi 6 Glacier. Good boy. À không phải good boy mà là god boy à. God boy chơi 6 Glacier. Tôi sẽ lên 10 dần thôi. Kiếm chúa quỷ. Gió sắp đi rồi cái kìa. Beat form được beat full 3 mà cũng phải gãy cánh. Chả đẩy được thằng nào, còn bị thậm chí là còn bị đấm ngược kìa anh em kìa, anh em thấy không? Dã man chưa cái lobby. Full 3 6 beat đấy. Full 3 6 beat đi top 7 rồi kìa. Thậm chí là cái ý đồ là đẩy đối thủ là không đẩy được thằng nào. Gladiator gặp thì rõ ràng là thua rồi đúng không? Đấy. Bây giờ không chơi 6 bit nữa mà bây giờ chuyển sang là gì, là chơi Insectoid rồi. Cũng chả đấm được ai nữa, đi rồi. Bây giờ có 26 Glacier. Hiện tại là có 26 Glacier. 26 Glacier là sẽ là cái người ra đi tiếp theo không? Ôi kìa, Assassin 1-2 idol luôn này. Ôi phải đái. Really? Assassin 1 người Trung Quốc 2 idol à? Thật không? Fan của tấn công luôn hả? Fan người Trung Quốc luôn mà. Dã man. À ơi không phải, nói tiếng Việt anh em ạ. Cờ Trung Quốc nói tiếng Việt. Anh còn làm video không? Tất nhiên là anh còn rồi. Nhưng mà tại sao lại người Việt Nam mà lại để cờ Trung Quốc đấy các em? Chết thật. Tí nữa hiểu nhầm mà tí nữa tôi đấm vào đấm luôn đấy. À thôi là rồi, lên được 10 rồi. Căng thẳng thế nhờ. 7 ông Việt Nam ạ, thề. 7 ông người Việt Nam luôn. Và cái thằng người nước ngoài duy nhất thì nó đã bay màu rồi. Thế để anh em biết là những cái trận đấu mà có Việt Nam ấy nó căng đến cái cỡ như nào. Căng lắm anh em ơi. Tôi vào game tôi chỉ sợ nhất là gặp Việt Nam thôi. Sợ nhất ấy. Được. Đã chú quỷ rồi.
vào game thì sợ nhất mấy ông Việt Nam, còn chả sợ bố con nhà nào. Kể cả Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản tôi có sợ đâu mà. Sợ nhất Việt Nam mấy cái bài kiểu đánh mấy cái bài giống Việt Nam chơi ấy. Việt Nam chơi kiểu rất là thực dụng luôn. Thôi trả lời anh em rồi đã. Úi giời, 6 Glacier level 10 này anh em này. Nhưng mà đi rồi. Bay màu trong một lốt nhạc luôn. 6 Glacier Velomancer 2 sao đánh ở level 10 còn bay màu. Dã man. Anh em thấy chưa? Cái đội hình mà tôi chọn ấy, nó là cái đội hình mạnh nhất nha anh em nhá. Chứ tôi không chọn những cái đội hình mà nó thuộc tier 2. Nó thuộc gọi là tier A với tier B là không chọn. Chọn tier S luôn. Đấy, ra đội hình là chỉ có chơi cái đội hình này thôi. 6 Glacier Velomancer 2 sao lên được level 10 vẫn bay màu như thường. Gặp tôi bay màu. Ok. Yeah. Rồi bây giờ biết là Assassin chơi Creator là người Việt Nam rồi nha. Cái vấn đề là bây giờ này, cái con Shadow Evil này nó đang là cái con mà đang làm co đấy. Nếu mà đứng ở hàng cao quá ấy, khả năng là sẽ không tung được trưởng đâu. Glitter nó có thể đấm choáng trong cái lúc mà đang hú, đang tụ trưởng là cái lúc đấy là có thể bị stun. Gió này. Thôi gió xác định là bay màu rồi. Xác định là bay màu luôn chứ còn gì nữa. Ây à, ây à. Cũng có cố gắng. Cũng có cố gắng. Rồi sao, 3 máu rồi đi rồi. 3 máu đi chắc rồi gì nữa. Có cố gắng. Ơ à, chưa à. À thôi không sao, round sau đi vậy. Round sau đi vậy. Gặp tôi. Nói chung là bây giờ thì bắt lạt được thôi. Tí nữa cái quả trứng đập cho chú quỷ 2 thì bắt lạt hộ. Kinh nhà Assassin đánh chuỗi thắng luôn kìa. Máy bay này, máy bay chơi nhá. Máy bay này sẽ phải chơi. Clear cho nhanh. Trận này chắc không chơi ngũ long đâu anh em ạ. Ngũ long hóa hình thì thôi. Cất kho. Trận này cất kho đó. Sailing à? Sailing Assassin. Chuyển sang Sin Witcher không? Không. Sin Witcher ra chú quỷ rồi không có slot. Không chơi nha anh em nhá. Ra chú quỷ là phải chơi chú quỷ. Chơi cái đội hình mà kết hợp thôi. Chả cần phải Assassin làm gì cả. Rồi, 6 Glacier đi tiếp theo luôn. 13 máu chắc chắn nó đi. Đấy. Lần lượt những cái thằng 6 Glacier sẽ ra đi thôi. Máy bay 2. Anh em thấy chưa? Gió đi luôn, gặp Glacier đi luôn kìa. Những cái thằng Glacier ấy gặp cái trận này chưa kể, chưa tính đến cái việc là gặp Glacier mà gặp tôi đã ra đi rồi. Rồi. May không đi con đường này đấy. Bây giờ cũng có Velomancer 2 sao để mà đánh 6 Glacier rồi. Nhưng mà đấy anh em thấy không? Hai thằng 6 Glacier kìa, kết cục kìa, đi hết rồi. Thậm chí lên được cả level 10 rồi nhá. Lên level 10 vẫn coi như là bay màu. Tính toán nó phải cẩn thận anh em ạ. Đánh cái gì là phải xem đối thủ chơi gì đã. Ok. Cho máy bay vào chơi luôn đi. Đập trứng luôn, giữ máu. Rồi, beat này. Beat kết hợp với cả mèo 2, hai con mèo 2. Rồi thì cũng bay màu. 19 máu đi chưa? Còn 4 máu. Căng thẳng chưa anh em? Đấy. Quá căng thẳng luôn. Cái ông top 7 nhá. Rồi xin nhắc lại là cái ông top 7 ấy, lên được level 10 với 6 Glacier Velomancer 2 sao ra đi top 7. Đấy, để nhắc cho anh em biết là cái trận đấu này thực sự nó rất căng thẳng. Ngay từ cái lúc mà vào cái trận đấu mà tôi nhìn thấy những cái tên ấy, tôi nhìn thấy 6 cái cờ Việt Nam, chưa tính cái cờ Trung Quốc là ông Việt Nam ấy nhá, là tôi biết là cái trận đấu này là cực kỳ căng thẳng rồi. Anh em ạ, thôi thì cứ cái trận đấu nào căng thẳng thì chúng ta cứ đánh hết mình thôi. Chơi đội hình mạnh nhất thôi anh em. Cứ thia ép vào phang. Không phải ngại đâu, không phải ngại đâu anh em nhá. Không lại bảo là chơi cái đội hình thia ép để bắt lạt người chơi. Không, chả bắt lạt được ai cả đâu. Anh em ạ,
Làm gì mà bắt lạt được ai. Chả qua là gì, là chơi hay thôi. Chứ còn chơi TS ấy, kể cả chơi TS nhưng mà vào người ta vẫn là những cái đối thủ cực kỳ kinh khủng. Chúng ta, nếu mà chúng ta chơi không cẩn thận là cũng sẽ toang ngay. Chứ đừng có nói là cái việc là bắt lạt. Rồi refresh off luôn cho nó căng này. Lấy đồ cũng phải tính toán cẩn thận. Rồi, không chơi bom nữa. Trận này tôi cũng sẽ không có lùi con Fallen lên 2 sao đâu nhá anh em nhá. Trận này không chơi được Fallen đâu anh em ạ. Trận này co ấy, một là chúa quỷ, hai là máy bay thôi. Một trong hai con này thôi. Fallen nó không có đủ khả năng clear được đâu. Trận này clear càng nhanh càng tốt. Creator là cần phải clear càng nhanh càng tốt anh em ạ. Chứ còn để con Fallen rank từng con một thì đến bao giờ. Trận này khả năng nó sẽ phải kẹp cọc ấy. Mà thậm chí là còn kẹp 4 cọc cơ. Assassin này. Gặp lại Creator. Chỉ xòe quạt được đúng một lần anh em ạ. Với cả cái bộ Creator này thì nữa phải hạ cái con ấy xuống, thấp xuống, cắt được chuỗi rồi. Hay quá. Thì nữa phải hạ thấp cái con Shadow Evil xuống nha anh em nhá. Đấy, ra đi rồi. Tốc quẩy ra đi rồi kìa. 6 bit. Mèo 2 cũng không ăn thua, cũng phải ra đi top 4 thôi. Mèo 5 đô 2 sao phải ra đi top 4. Kẹp với cả 6 bit ấy. Cũng là một trong cái đội hình kết hợp con mèo rất khỏe luôn. Rồi tôi sẽ lấy cái món đồ cam tiếp theo. Hay lấy đồ tím nhỉ. Đang tính toán. Đồ tím thì có thể là lấy cái món đồ Kira cũng được. Rồi gặp AK này. AK chuyển từ Assassin sang 6 Glacier nhá. Nhưng mà tôi ăn được thôi. Ấy à, nó có bất diệt. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Vẫn ăn được, vẫn ăn được. Tí chết anh em ạ, có bất diệt. Căng phết đấy. Căng thẳng thật sự đúng không anh em? Căng thẳng đấy. Chuyển từ Assassin sang 6 Glacier từ bao giờ rất nhanh luôn. Chỉ cần không để ý một vài round thôi. AK này và cái thằng Good Boy đúng không? Là hai cái thằng mà chơi Assassin từ đầu, nhưng sau đấy là chuyển sang 6 Glacier. Vẫn là 6 Glacier. Tại sao họ lại nghĩ là 6 Glacier có thể ăn được cái bộ này nhỉ? Còn 6 Glacier thì tôi nghĩ là không có cái cửa gì ăn được Greater rồi. Mà 6 Glacier tại sao họ lại nghĩ là có thể ăn được cái bộ Witcher nhỉ? Tôi không nghĩ là cái bộ đấy ăn được cái bộ này đâu. Rồi. Lần này không xòe được quạt hả? Đúng thật luôn. Không xòe được quạt nhưng mà khả năng là vẫn sẽ ăn. Có ăn được không? Không, không, không. Khó, 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 khó. Khó. Cái con này lên được 3 sao à? Phong Vũ lên được 3 sao à? Căng thẳng phết. Phải kẹp cọc, phải kẹp cọc, phải kẹp cọc. Chúng ta sẽ phải kẹp cọc. AK còn 9 máu, phải kết liễu AK sớm ấy. Kết liễu AK sớm ấy cho dễ dàng chơi. Nếu mà AK ấy kẹp 4 cọc vào anh em ạ. Trận này phải kiếm 4 cọc cho vào. Chỉ có 4 cọc thôi, chắc là phải bỏ 2 mèo ra. Bỏ 2 mèo ra. Tạm thời sẽ bỏ 2 mèo ra đã. Sau đó là chúng ta sẽ chơi là 4 cặp đúng không? Bỏ mèo, bỏ máy bay à? Chú quỷ đương nhiên là sẽ phải lấy đồ rồi. Dồn đồ cho chú quỷ vậy. Ok. Ủa, có tiến thằng này đi luôn được không? Được không? Tiến thì tiến luôn đi bạn ơi. Chưa được à? Ây à, khó đấy nhờ. Chưa có cọc, có cọc thì nó sẽ khác. Chú quỷ 2 này. Thôi, dồn đồ cho chú quỷ thôi anh em ạ.
À nhưng mà đây là round 34 à. Thôi cứ đập trứng luôn đi. Đồ dồn chúa quỷ đó. Chưa cọc nhỉ. Căng thẳng thế. Lên game mà thực ra là bây giờ tôi nghĩ là cái thằng AK kia sớm muộn gì nó cũng đi thôi anh em ạ. Gặp cái thằng Gritter đi thôi mà. Gặp Gritter không ăn được đâu. Đứng im đến chết thôi mà. Đứng im trong lồng đến chết. Khẳng định với anh em luôn. Không nhấc được tay luôn. Cái bộ 6 Glacier mà nó không đánh được phát nào ấy, thì nó sẽ không có tích được cái stack để tăng tốc được đâu. Nên cái việc mà nó đánh được nó cũng khó. Đây này, cặp này. Bây giờ kẹp cọc và thắng thôi. Đây rồi, 4 cặp rồi anh em ơi. Thôi, giải tán mấy con này đi. Bỏ con này đi đây. Không phải lui. Một sao đâu. Quan trọng là chúng ta có cọc anh em ạ. Xem lấy cái đồ gì cho nó ngon nghẻ nào. Rồi tôi sẽ lấy cái đồ Kira anh em nhá. Đồ Kira này nó sẽ có nhiều tác dụng. Ok. 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 Ăn được không? Ăn được không? Vẫn thua. Vẫn thua. Nhưng mà gần ăn được rồi. Có lẽ là phải kéo lùi xuống một chút nữa, kéo lùi xuống một chút nữa. Tránh được cái lồng là ăn được thôi. Ơ, bên kia 6 Glacier vẫn không thua kìa. Ảo vậy. Thế thì trận này phải biện pháp mạnh thôi. Rao này phải biện pháp mạnh là phải 4 cọc vào á. 4 cọc vào để ăn cái thằng Glacier. Đưa nó đi luôn rao này đi anh em nhá. Khả năng rao này tôi sẽ đưa nó đi luôn. Không nhân nhượng nữa rồi. Để lâu ở họa đấy. Để tránh hậu họa về sau. Có lẽ là chúng ta sẽ phải giải tán đối thủ ngay từ đâu này. Ok. Rồi. Cái bóng của tôi gặp nó. Bên kia. Ăn được luôn này. Hay quá. Rồi bên kia sao? AK đi chưa? Đi chưa? Tớ chuyển bài nào. Gần đi anh em ạ, còn một máu. Mẹ vãi đái ạ, thề. Một máu luôn mà. Rao này sẽ đi rồi. Kẹp 4 cọc vào rồi. Velomaster Blink xuống. Đấm vào cọc thôi. Trong cái lúc đó đấm cọc thì tôi sẽ đập chết hết mấy con còn lại. Riêng mà Velomaster mà lướt Kira rồi thì những cái con ở trên bàn cờ nó chỉ còn, nó lướt 4 con thì nó chỉ còn có 5 con thôi đúng không? Nó có 5 con thôi thì đánh đấm gì? Xong chưa? Xong chưa? Ui dồi ôi, cầm đánh đến chết này, cầm đánh đến chết này, cầm đánh đến chết, cầm đánh đến chết. Ơ kìa. Đi rồi. Ui giời ơi, cứ tưởng là làm khó, khó làm sao. Rồi. Đấy nó là cái việc đưa cọc vào một cách là có chủ đích nha anh em nhá. Loại một cái đối thủ khó nhằn đi trước. Bây giờ chúng ta sẽ đánh với cả Gritter. Gritter thì không cần 4 cọc đâu, 2 cọc phía dưới đóng vai trò là silent với cả cấm đánh thôi. Nên là chúng ta không cần phải 4 cọc. 2 cọc thôi. Thử Kira xem có chơi không? Chơi Kira nhá. Kira tí đi xem nào. Tôi lấy đồ Kira. Do cái round đấy tôi không có cái đồ gì, tôi lấy cái đồ Kira. Ui không được à? Không ổn. Không ổn. Có vẻ như đồ Kira này nó không được mạnh cho lắm. Do chúng ta lướt hết những cái con tướng rồi mà. Có lẽ chúng ta sẽ phá cái đồ Kira ra nào. Ừ,
Mặc dù con chúa quỷ cũng được 1.300 đam đấy, nhưng mà có vẻ như là không ok cho lắm. Chúng ta luốt nhiều tường quá. Bỏ đi. Thôi bỏ đồ Kira đi anh em ạ. Round sau khả năng tôi sẽ phá đồ Kira này ra. Có lẽ là vì là chơi với Gladiator này, nếu mà chúng ta ít bài quá ấy, thì nó sẽ bị một cái là chúng ta sẽ không solo được với cái thằng Gladiator. Gladiator thường là nó lấy ít và đánh nhiều, mà bây giờ chúng ta còn ít hơn nó nữa, cái số lượng bài chúng ta ít hơn sẽ rất dễ là bị dí, là đứng im mình chết đấy, khó đấy. Thôi rồi, kẹp thêm cọc vào vậy. Căng thẳng phết nhỉ. Đưa con Khan lên 3 sao vậy nè. Chú quỷ thôi. Không lên được à? Cay nhỉ. Gợi như ý đây. Thử phát nữa nào. Đúng thật anh em ạ. Không được, không được, không được, được. May quá vẫn còn máu nhá. Vẫn còn máu để mà chơi đấy. Cái việc là chúng ta lấy bài Kira ấy, nó sẽ khiến cho cái số lượng quân bài của chúng ta nó bị giảm đi rất nhiều. Thôi, phá luôn. Không lấy Kira nữa. Vứt luôn anh em ạ. Đây rồi. Cái món này sẽ giúp tôi chống được Gladiator này. Ok. Này đi. Được chưa? Được chưa? Khác biệt chưa? Có sự khác biệt. Có sự khác biệt. Có sự khác biệt. Đấy. Chuẩn rồi. Lấy đồ Kira là sai lầm anh em nhá. Chơi với Gladiator không lấy Kira đâu. Rồi, một cọc đó. Một cọc đủ rồi. Đưa Khan lên 3 sao nữa là xong. Hoặc là kẹp hai mèo vào, nếu mà con Evil ấy, nó lên được 2 sao, thêm một con nữa. Kẹp hai mèo vào. Bỏ máy bay ra. Ok. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Quả này round này thì con máy bay bớ vào. Xếp lại vị trí con máy bay nhá. Tất nhiên là vẫn sẽ ăn được. Quá tuyệt vời rồi. Vị trí máy bay cần phải nhấc lên một tí nữa. Khan 3 rồi. Thiếu mấy con đứa đuôi thôi. Vị trí máy bay hơi sát góc. Chúng ta để ở giữa. Cẩn thận với con máy bay. Con máy bay là cái con gây đam phụ đấy. Nó đóng vai trò con clear. Bổ sung đam cho cái con Shadow. Cũng như là bổ sung đam cho chú quỷ. Máy bay bắn cũng khá là đơn giản đấy. Cái vấn đề là có bắn được không hay là không bắn được thôi. Rồi. Hay quá, máy bay bắn được rồi. Ui dồi ôi, quả này chắc chắn đi rồi cậu ơi. Ơ kìa. Phản đòn. Ui nó cũng có giáp phản anh em ạ. Chúng ta đấm đau cũng có nghĩa chúng ta sẽ bị phản đau. Kéo đến tận round thứ 45, 46 cơ à. Căng thẳng thật sự anh em ơi. Vậy là chúng ta vẫn có thể thua nhá. Chưa chắc đã thắng ở đâu. Có giáp phản ở trên người con Phong Vũ. Nếu mà cái cú chém của chúng ta bị phản lại là chúng ta đi luôn đấy. Bộ này mặc dù đam to nhưng mà thủ thì nó cũng rất là mỏng. Rất mỏng thôi chứ còn không to đâu. Vớ vẩn bị bớ vào cái mà đấm mà nó phản lại cho phát đi luôn đấy.
chỉ còn con chú quỷ của tôi đứt là coi như là trận đấu là kết thúc rồi. Nguy hiểm phết nhỉ. Tất nhiên là họ phản thì chúng ta cũng có phản, chúng ta cũng có phản nhá, chúng ta cũng sẽ có phản. Rao này thực sự là mấy cái đồ này không có đồ nào dùng được anh em ạ. Chém lan thì không cần rồi, chú quỷ có rồi, lan đầm thôi. Ok, món này thì cũng dùng được, căn bản là sẽ dùng được á. Ok, được rồi. Không rèn ra cái đồ gì nữa đâu anh em ạ. Thế là được rồi. Để cái quả cầu vực thẳm để chúng ta có thể kháng phép được. Có rất nhiều con sử dụng đam kỹ năng ở trong cái đội hình đối thủ. Thôi, không chuyển đồ đâu. Một đồ cam nhưng vứt quá nhiều đồ. Toàn là những cái món đồ quan trọng thôi. Máy bay được bắn rồi kìa. Ôi dồi ôi. Sao nhanh thế nhở? Ôi sao nhanh thế? Cái quả vừa rồi tôi thậm chí là tôi còn không biết được là cái chuyện gì nó xảy ra luôn. Tôi chỉ biết là con máy bay nó được bắn và sau đó trò chơi nó kết thúc. Dã man. Chính ra máy bay đam to phết nhở. Không hiểu cái chuyện gì nó xảy ra. Có khi sau cái trận đấu này tôi sẽ phải tua lại pha đấy xem cho nó kỹ mới được anh em ạ. Chỉ biết là đối thủ bày màu quá nhanh trong cái round vừa rồi. Căng thẳng thật sự anh em ạ. Một trận đấu nói chung là gặp đối thủ xứng tầm là như thế. Đánh hay thật sự. Một trận đấu quá căng thẳng. 7 ông Việt Nam. Top 1, 2, 4, 5, 6, 7. Còn ông top 8 là ông người nước ngoài. Đấy, 6 Glacier kết hợp với Velomancer 2 sao ngậm ngùi ra đi top 7. Quá căng thẳng luôn anh em ạ. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái, mời anh em đến với cả lineup mạnh nhất ở trong cái meta này anh em nhá. Không còn có bất cứ lineup nào có thể mạnh hơn được đâu. Thậm chí nó còn không có counter cơ. Và anh em chọn clip bên phải để xem tôi dồn đồ cho con Sabo Exit nó mạnh hay gỡ như nào anh em nhá. Kết hợp với Half Orc và 6m, một bổ là ra đi một mạng. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.